Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một quyển truyện Chú Mèo Mày Đến Từ Tương Lai, quyển 3. Và hôm nay mình xin đọc tập truyện Piro Hãy Hồi Sinh. Xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Hôm nay đúng là một ngày mùa thu đầy cảm xúc các cậu nhỉ? Bỗng dưng tớ thấy vui quá đi mất. Này, cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Con chó Piro nhà tớ đã chết rồi. Sáng nay, hu hu, Piro ơi, cậu đúng là vô ý vô tứ, nỡ đùa vui trên sự đau khổ của bạn bè. Tại tớ không biết mà. Con Piro đến ở với tớ từ cái hồi tớ vẫn còn bé xíu. Kể từ khi ấy, nó luôn là người bạn thân nhất của tớ. Nhiều lần nó đã xả thân bảo vệ cho tớ thoát khỏi nguy hiểm. Thế mà bây giờ nó bỏ tớ mà đi luôn. Đừng khóc nữa, tớ sẽ làm cho Piro sống lại. Cậu nói sao? Này, đừng có nói năng lung tung như thế. Tớ hứa với cậu đấy. Các cậu cứ ở đây đợi tớ một lúc. Shizuka đáng thương lắm. Cậu hãy làm gì giúp cô ấy đi. Tớ biết cậu có nhiều phép lạ lắm mà. Cậu lại ba hoa hứa hẹn với Shizuka rồi chứ gì? Sao cậu dám hứa với con chó sống lại á? Tớ có phải là thần thánh đâu. Có việc tớ làm được, cũng có việc tớ không làm được. Chẳng lẽ cậu chịu bó tay sao? Tớ quỳ xuống năn nỉ cậu mà. Cậu thử nghĩ xem. Nếu tớ làm được việc đó, thì trái đất này lấy đâu có ra chỗ? Lấy đâu ra chỗ để chứa tất cả mọi người chứ? Tốt nhất là cậu nên từ chối Shizuka đi. Shizuka sẽ thất vọng vô cùng. Lúc nắng nghe mình hứa, cô ấy đã vui vui mừng biết bao. Bây giờ, từ chối thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ? Thôi con ơi, đừng quá buồn khổ nữa. Có lẽ giờ này, Viro đã được lên thiên đàng rồi con. Không, nó sẽ sống lại. Viro sẽ sống lại mà. Nobita đã hứa với con như thế. Bạn ấy sẽ nhờ Dojimon cứu sống Viro sống lại. Mình không thể nào mở miệng. Làm sao bây giờ? Thôi thì tạm thời mình cứ trốn trong nhà, tránh gặp Shizuka cái đã. Nobita đi lâu quá, phải đến gọi mới được. Nobita ơi, không xong rồi, chuồn mau. Đây là thuốc thần chữa bách bệnh, hãy cho con chó Piro uống đi. Rõ ngớ ngẩn, con chó đã chết rồi còn uống thuốc làm gì nữa. Thế nên cậu phải cho nó uống trước khi nó chết. Hãy lên cỗ thời gian trở về thời điểm tối qua. Đúng rồi, lúc đó Piro vẫn đang còn sống. Nhanh lên nào. Quay về lúc 12 giờ khuya hôm qua. Tới tới rồi. Tớ nói trước để cậu biết, cũng có trường hợp viên thuốc này không có phát huy tác dụng đâu đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ cố gắng làm những gì mình có thể. Con ơi, đã quá 12 giờ đêm rồi, Piro sẽ qua khỏi thôi, ngủ đi con. Không đâu, con thấy nó có vẻ mệt lắm ạ. Mày làm sao thế? Đau quá hả? Xin lỗi Piro, tao chẳng biết cách nào giúp mày. Lúc này Shizuka cũng ở bên cạnh con chó thì mình lấy đâu có cơ hội cho nó uống thuốc. Đêm hôm qua chúng mày dòm ngó vào nhà người ta làm gì, ăn trộm hả? Không, chúng chó có lý do ạ. Đừng có dài dòng lôi thôi. Theo ta về đồn mau lên. Xin lỗi chú nhé, 3 giờ xong việc cháu sẽ đưa chú xuống ngay. Xin chào các bạn, thời lượng của video của mình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.